À thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với Knew 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất các thông tin giải trí có trong ngày. Và hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Ngay bây giờ hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi nhé. Quốc bảo Lisa được chào đón như thế nào tại quê nhà Thái Lan? Là thành viên ngoại quốc duy nhất của nhóm nữ hàng đầu K-pop Blackpink, Lisa luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Bằng tài năng hoàn hảo cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng, cô nàng thu về một lượng lớn người hâm mộ. Khi debut cùng nhóm nữ idol được nhiều khán giả trong và ngoài nước ủng hộ, bên cạnh đó dân tình cũng không ngừng ngưỡng mộ vì cô luôn được khán giả Thái Lan chào đón nồng nhiệt mỗi khi trở về quê nhà. Sau những ngày hoạt động tại Pháp và Ý, Lisa có chuyến trở lại Thái Lan thăm gia đình sau gần 3 năm. Khi vừa xuất hiện tại sân bay, netizen đã choáng ngợp trước sự chào đón quá nhiệt tình của người dân nơi đây dành cho nữ idol. Theo đó thì các fan của cô nàng tại đất Thái đã đợi từ sớm để được gặp thần tượng. Không chỉ có fan, các nhân viên tại sân bay cũng rất phấn khích và cầm sẵn điện thoại để bắt mọi khoảnh khắc của cô nàng. Mặc dù người hâm mộ tập trung khá đông nhưng vẫn dành cho em út Blackpink một lối đi khá thoải mái. Mỹ Nhân sinh năm 1997 còn vô cùng ngạc nhiên và bật cười khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên bảng quảng cáo của các nhà mạng AIS, Mark hay là Dentai. Đây đều là nhãn hàng mà cô làm đại sứ, gương mặt đại diện. Chưa kể trên con đường về nhà, đầu đầu cũng sáng rực biển quảng cáo Billboard được lắp để đón nữ idol. Trong những hình ảnh được ghi lại khi mà Lisa trở về Thái Lan, cô nàng có phong cách ăn mặc thoải mái và giản dị. Các fan không khỏi bị rung rinh trước những biểu cảm siêu đáng yêu của nữ idol. Dù phải di chuyển nhanh nhưng mà Lisa không quên chào người hâm mộ có mặt tại sân bay. Điều này khiến dân tình bấn loạn vì cô nàng quá dễ thương. Về đất Thái, cô nàng có dịp tận hưởng những ngày bình dị bên gia đình. Tìm qua đường còn bắt gặp cô nàng đi ăn tối cùng ba mẹ và bạn bè tại một quán thịt nướng ở Thái Lan. Ngoài ra nữ idol còn có thời gian đi mua sắm cùng hội chị em của mình. Nhìn thấy hình ảnh cô nàng đi chơi cùng với người thân, các bling, fandom Blackpink vui mừng vì nữ thần tượng đã có những giây phút thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng. Ngoài việc hạnh phúc khi nhìn Lisa vui vẻ bên gia đình, các bling cũng vô cùng ấm lòng khi cô được khán giả tại quê hương yêu thương và ủng hộ. Chắc hẳn nhiều người còn nhớ lần Lisa về Thái Lan để dự fan meeting năm 2018. Cuộc hội ngộ này chỉ là một phần trong sự kiện ra mắt nhãn hàng mỹ phẩm mà Lisa làm người mẫu đại diện. Buổi fan meeting được tổ chức tại một trung tâm thương mại và chỉ mời 200 người. Tuy nhiên sau đó thì nhiều người vì yêu mến cô nàng đã ùn ùn kéo đến địa điểm khiến cho nơi này đông nghẹt. Số người có mặt tại sự kiện đã lên đến hàng nghìn. Khi bước vào sân khấu và được mọi người chào đón nồng hậu, Lisa không kìm được xúc động đến mức rơi nước mắt. Hiện tại Lisa là một trong những idol K-pop có độ nổi tiếng vươn tầm thế giới. Cô nàng được đông đảo người hâm mộ săn đón một cách nồng nhiệt mỗi lần xuất hiện. Nhưng chắc hẳn niềm hạnh phúc lớn nhất của mỹ nhân gốc Thái chính là được khán giả quê nhà yêu thương chào đón khi có dịp trở về. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kênh New 24 giờ. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.